Rồi tương ớt, ăn ớt nữa. Đây mấy trái luôn mày Hiếu. Chúng ta sẽ dùng cái món đặc sản của Đức luôn, tức là giò heo muối mà và ai ăn được một hết một cái giò để tặng thêm cái giò nữa. Ôi, là... heo heo bên đây đẩy hai bốn năm sáu. Ôi ôi quá đã, quá đã. Chúc bạn lên chụp tiếp. Dạ. Nhà của họ thì bắt buộc phải cách âm và cách nhiệt, cách âm và cách nhiệt. Sau đó họ làm thêm một lớp thạch cao nữa. Thì tường của họ khoảng là từ 20 cho đến 25 cm. Trong một năm nha, thì một ngày như vậy họ chỉ làm việc có 4 tiếng rưỡi thôi. 4 tiếng rưỡi, nhưng mà cái mình đó mình chia đều chứ không phải là 4 tiếng rưỡi hiện tại nha. Tức là họ nghỉ rất nhiều luôn, nhưng mà mình cứ lưu ý 4 tiếng rưỡi đó mà chúng ta đọc sách đi. Cô chú anh chị mà đọc sách mà đọc tập trung vô để hiểu được cuốn sách đó, đọc liên tục trong vòng 4 tiếng rưỡi có thể điên luôn nha. Có thể cái đầu nó màu trắng nhọn nhọn á, cái đầu nhọn, cái đích nhọn á, đó là tàu chạy nhanh. Còn cái tàu mà chạy chậm á, là cái tàu nó màu đỏ mà nó vuông à. Và cái tàu màu đỏ đó, nó mục đích họ vẫn còn giữ là như thế này, để phục vụ thứ nhất là cho học sinh và sinh viên không có tiền, và những người về hưu, những người mà tức là thất nghiệp không có tiền, họ có thể lên cái tàu chậm. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi qua khu vực bên đó đó, khu vực cổ bên đó đó. Cái đó là những cái tàu tàu điện trem nổi phục vụ trong nội ô của thành phố. Dạ. Dạ đúng rồi, tức là tất cả thu nhập, cái siêu thị bên đây cũng vậy nữa, dành cho người thu nhập thấp, thu nhập vừa và thu nhập cao luôn, tất cả đều phân theo các cấp hết. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta đứng đây ha. Đó, bác tài sẽ trả chúng ta ở đây. Rồi mình có thể chào tạm biệt ông tài xế nha. Phải bằng nhau hết. Nó như nhau toàn bộ. Và ở đây chúng ta chưa nhìn thấy rõ được cái giống nhau và cái chiều cao bằng nhau đâu. Đi vô trong chút xíu nữa mình nhìn thấy rõ hơn, nó y chang nhau hết. Và chúng ta nhìn nhiều khi đi lạc cái không biết về đâu. Cái giao thông y như Việt Nam luôn.
Có chứ. Dạ có cái chị ở trong đoàn á, chỉ đem theo nghệ mà con đen á, uống cái đó hết á. Dạ. Dạ, con có liên lạc với chị rồi. Quan mà chụp sao cũng được. Không nhớ tên từng nào. Sao hôm nay có video không được ta? Có cái tham á. Nắm cho. Dạ, xe đó là xe buýt công cộng đó. Mà xe buýt công cộng của họ còn đẹp hơn xe du lịch ở Việt Nam mình. Rất là sạch sẽ. Đây là những cái xe buýt ngắn ha, còn có những chưa có, nhưng mà bắt đầu chúng ta đi từ từ chúng ta thấy có xe buýt là nó nối hai chiếc xe buýt lại. Để... cây này cây gì, cây bạc quả à? Bông ngon rồi. Mặt mày sơ sát, nghĩ sao ngồi trên máy bay gần 20 tiếng. Quyên ơi, Quyên, Quyên ăn ngoan nha. Bà bữa mẹ với ba về nha. Mà khi mà đi chinh phạt hoặc là cướp hoặc là người ta trao tặng cho đất nước Pháp á, thì được trưng trong đây. À, rồi mãi sau này thì nó là một cái bảo tàng của nước Pháp, một bảo tàng về nghệ thuật và những cái bức tranh rất là đẹp và nổi tiếng ở trong đây. Hôm nay chúng ta không có đi tham quan ở trong đó. À, chúng ta đi ngang đây đến cho ta nhìn bên tay phải, chúng ta thấy có kim tự tháp. Mà kim tự tháp ở đây á, nó xây dựng từ mới sau này thôi, làm cho cái bảo tàng nó lung linh hơn từ năm 1999. Yeah. Nếu mà ai thích về cái nghệ thuật mỹ thuật á, mình có nghe nói về cái bức tranh của Mona Lisa mà nó không? Ờ, vô trong đó xong ra phờ phạt, ra là phờ người luôn á. À, bữa nay bắt đầu nó biểu tình chặn là hết á. Vậy mà nước tình này do thế. Leonardo da Vinci, đó là tên của nhà mỹ thuật đó. À, là lúc sinh thời thì ông ta gặp khó khăn, thì có một người bạn, đã giúp đỡ cho ông. Rồi đến thời của Vinci thì ông ta cũng gặp khó khăn khi mà bắt đầu khởi nghiệp luôn á, thì con của cái người bạn của ông cha này nè thì mới giúp cho Vinci. Thì sau này á thì cái ông đó mới nói là có thể mở một cuộc điều tra, thì người ta phát hiện ra cái bức tranh này có tới 3 bức lần. Cái bức đầu tiên mà vẽ thì được đặt ở bảo tàng ở Singapore. Còn cái bức thứ hai vẽ cũng chưa hoàn chỉnh cơ, và bức tranh thứ ba là bức tranh mà ông ta hài lòng nhất luôn, là được đặt tại bảo tàng Louvre này. Và trong cái bảo tàng Louvre này có một cái người bảo làm bảo vệ trong đây nè, là người Ý. Ông ta mới ăn cắp cái bức tranh này. Rồi cái chi tiết vẽ của nó gần như là nó một cái ẩn ý của cái nhà họa sĩ. Và ông ta để cái bút hiệu của mình á, để ẩn trên cái cổ áo, mà nhìn rất là khó thấy. Sau này người ta phân tích dữ lắm luôn mới nhìn thấy được là cái ẩn, nhìn vô cái dấu hiệu đó mới biết được là mình không biết còn ở đâu luôn, mà người ta đã vẽ được 3D 4D rồi. Đó, nhìn rất là kinh khủng. Rồi cô chú anh chị mình nhìn thẳng về phía trước. Đây là cái nhà hát Opera Garnier. Một cái nhà hát lớn nhất của đất nước Pháp này. Và tất cả những cái cuộc trình diễn ca nhạc, nghệ thuật lớn nhất thế giới đều trình diễn ở Pháp, là trình diễn trong nhà hát này. Và cái xích chứa...